hôm nào ba cũng về muộn, để mình ở nhà một mình suốt ngày, chán quá. À, hình như ba về. Từ ngày em đi, cái nhà này lạnh lẽo quá. Ngoài việc vùi đầu vào công việc, anh chẳng biết phải làm gì cho vơi nỗi nhớ em. Thằng Quân thì đi học cả ngày, anh thì đi làm. Tối đến, hai ba con mỗi người một phòng. Thiếu em, thiếu luôn cả một gia đình. Hôm nay là thứ hai rồi, ngày mới, tuần mới. Nhưng với mình thì chẳng có gì mới cả. Ba ơi, con đi học đây. Ừ, có cần ba đưa đi không? Không cần đâu ba. Gì thế này? Bao nhiêu tiền của mình đâu rồi? Ở nhà chỉ có mình với thằng Quân. Hay là thằng Quân... gì đây? Tiền đây mà. Mình biết ngay mà. Alo, dạ vâng. Chào anh, tôi là cô giáo chủ nhiệm lớp cháu Quân. Dạo gần đây cháu Quân hay bỏ lớp, học hành sa sút. Anh có thể sắp xếp thời gian để chúng ta trao đổi về tình hình của cháu được không ạ? Dạ vâng. Cảm ơn cô, tôi sẽ đến gặp cô. Cháu có chắc nhìn thấy Quân ở quán game không? Dạ chắc ạ. Cháu còn bảo bạn ấy đừng chơi nữa, nhưng bạn ấy không nghe. Ơ, à, ba. Ba cái gì? Mày giỏi lắm. Về, về ngay cho tao. À, buông con ra. Ba buông con ra đi. Chưa này, chưa này. Còn với cái, ba không ngờ lại có một đứa con hư đốn thế này. Chưa này. Ở đâu ra cái thói ăn trộm tiền của ba? Lại còn trốn học đi chơi game chứ. Mày giỏi lắm. Chưa này. Ba thì có bao giờ quan tâm đến con chứ. Mẹ ơi. Em à, anh cảm thấy bất lực trước sự thay đổi của con. Dường như khoảng cách hai cha con mỗi lúc một xa hơn. Ước gì anh có thể làm được điều gì đó. Ơ, sao hôm nay lại là thứ hai? Cái đồng hồ này bị hỏng rồi. Ba ơi, con đi học đây. Hôm nay là thứ mấy? Hôm nay là thứ hai mà ba. Rõ ràng mình vừa trải qua một ngày thứ hai rồi mà. Chuyện thằng Quân lấy tiền, bỏ học, chơi điện tử. Không lẽ mình nằm mơ? Mình phải kiểm tra lại mới được. Mình không để ý thằng bé treo nhiều tranh gia đình thế này. Ngày tháng năm. Con biết ba cũng vì muốn quên hình bóng của mẹ nên vùi mình vào công việc. Nhưng có lẽ vậy mà ba cũng quên mất con. Ơ, ba. Con chơi xong chưa? Dạ. Nếu xong rồi thì đi với ba. Ba muốn con đi với ba đến một nơi. Chẳng phải đây là... Quân à, ba, tại ba xin lỗi vì đã không quan tâm đến con. Ba ơi, con cũng xin lỗi ba vì con đã trốn học và đi chơi game. Thật sự, từ ngày mẹ mất, con cảm thấy rất buồn. Con chán cuộc sống của ba con mình. Hôm nay, trước mộ của mẹ,
ba con mình cùng hứa sẽ sửa chữa những lỗi lầm nha con. Ba hứa sẽ quan tâm con nhiều hơn, không để con phải buồn vì ba nữa. Vâng, con cũng hứa sẽ không bỏ học, không chơi game nữa. Con hứa mình sẽ là con ngoan, trò giỏi, để không phụ lòng mong của ba và mẹ. Em à, anh hứa ba con anh sẽ sống vui vẻ và hạnh phúc. Anh sẽ là một người cha tốt, sẽ thay em lo mọi việc trong nhà, sẽ bù đắp tình cảm cho con cả phần của em nữa. Em hãy yên lòng nhé. Cảm ơn em đã cho anh thời gian để hiểu con mình hơn. Bài học cho gà nhép. Dậy đi, gà nhép ơi, dậy đi học nào. Vẫn còn sớm mà mẹ, con muốn ngủ thêm cơ. Đã đến giờ đến trường rồi, ngày nào con cũng dậy muộn như thế thì làm sao đi học theo kịp các bạn được. Học, 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 suốt ngày học, học có gì thú vị chứ. Con thích ngủ, thích chơi cơ. Tuổi con là tuổi ăn mau chóng lớn mà mẹ. Mẹ cho con ngủ đi. Con mau dậy đi, bữa sáng mẹ đã làm để sẵn bên ngoài rồi. Mau ra ăn đi, còn đi học. Mẹ còn ra đồn làm việc nữa, không có thời gian ngồi đây gọi con mãi được đâu. Con biết rồi, con dậy đây. Đi học chăm chỉ con nhé. Con biết rồi mà. Thằng bé này, từ ngày đi học đến giờ cũng đã được một tháng rồi, mà ngày nào cũng đến lớp muộn, chẳng biết có học hành được chữ nào không nữa. Trời vui thế này thì cần gì phải đi học chứ. Ước gì mình không phải đi học, chứ cứ đến lớp là mình lại buồn ngủ, chán chết đi được. Hôm nay mình quyết định không đến lớp, để đi chơi cho bỏ. Mình vẫn chơi chưa đủ cơ mà. Ôi, cái gì thế? Hả? Đã đến buổi trưa rồi sao? Mới ngủ được có một tí thôi mà. Chà, cũng đã đến giờ cơm rồi. Bảo sao bụng mình cứ đéo lên từng hồi. Về nhà ăn cơm thôi. La 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 la, hôm nay đúng là một ngày vui. La 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 la. Tờ giấy, ai lại nhét vào khe cửa thế này? Chữ gì thế này, mình chẳng hiểu gì cả. Thôi kệ, chắc ai đó nghịch ngợm nhét vô cửa nhà mình đây mà. Quan tâm làm gì cho mệt đầu, lát mẹ về xử lý thôi. Mẹ ơi, con đói quá, đã có cơm chưa mẹ? Quái, hình như không có ai ở nhà. Mẹ đi làm chưa về sao? Bình thường giờ này mẹ đã về nhà và chuẩn bị cơm nước đầy đủ cho mình rồi cơ mà. Sao hôm nay lại... Thôi kệ, chắc mẹ bận việc gì đó nên về trễ một chút. Tranh thủ mình đi ngủ một giấc cho quên cơn đó vậy. Chắc lát nữa mẹ về thôi. Thôi chết, mình ngủ quên mất. Hình như trời đã tối rồi. Chắc giờ này mẹ đã về rồi. Sao mẹ không gọi mình nhỉ? Mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Sao giờ này mà mẹ vẫn chưa về nhỉ? Chưa bao giờ mẹ đi đâu lâu thế này mà không nói cho mình biết. Hay là có chuyện gì xảy ra với mẹ rồi? Mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Mẹ ơi, đừng bỏ con ở nhà một mình, con sợ lắm. Mẹ đi đâu được rồi chứ? Mẹ ơi, sao mẹ không báo tin về cho con? Đúng rồi, tờ giấy đó, trên đó có ghi mấy chữ, nhưng mình đọc không hiểu gì. Có khi
đấy chính là lời nhắn của mẹ mình thì sao? Thôi chết rồi, mình cầm tờ giấy là ném đi luôn. Không biết tờ giấy còn ở đây không nữa, mong là nó không bị bay mất. Đây rồi, mừng quá. Nhưng mà mình cũng có đọc được chữ đâu. Mình phải mang sang hỏi bác gà trống xem trong này viết cái gì mới được. Cô gà mái mơ ơi. Ôi, gà nhép đấy à, sao bây giờ cháu mới tới? Mẹ cháu đang ở trong này này, cháu vào đi. Mẹ, thì ra là mẹ ở đây, thế mà con tìm mẹ mãi. Con sợ lắm, mẹ bị làm sao thế này? Sáng nay mẹ ra đồn làm việc, nhưng chẳng may bị trúng gió nên cảm nặng. Cũng may bác Vịt nhìn thấy nên đưa mẹ vào nhà cô Mái Mơ ở gần đây để cô chăm sóc mẹ. Vậy mà con lại không biết, con tưởng mẹ đi đâu chứ. Giờ mẹ đỡ hơn chưa ạ? Mẹ đỡ hơn nhiều rồi, cũng may có cô Mái Mơ. Cảm ơn cô nhiều lắm. Ơn huệ gì chị ơi, hoạn nạn giúp đỡ nhau là chuyện nên làm thôi. Mà gà nhép này, cô đã nhờ gà cồ đến báo tin cho cháu rồi mà. Bạn ấy bảo không thấy cháu ở nhà nên đã viết thư để lại. Cháu không nhận được hay sao mà vẫn đi tìm mẹ? Dạ, cháu có nhận được thư của gà cồ. Nhưng... Nhưng sao? Nhưng cháu không hiểu trong thư viết gì nên đã ném bỏ đi. Cũng may buổi tối cháu nhớ đến tờ giấy đó và nhặt lên, rồi mang sang nhà bác gà trống nhờ đọc hộ nên mới biết. Sao cơ? Cháu đã đi học rồi mà, sao lại không biết chữ ư? Trên đấy toàn những chữ đơn giản thôi. Cháu Con đã thấy tác hại của việc lười học của mình chưa? Nếu như con chăm chỉ biết đọc chữ thì đã biết ngay mẹ ở đâu rồi, chứ không phải chờ đến tận tối muộn thế này mới sang tìm mẹ. Con xin lỗi mẹ. Qua việc lần này, con biết con sai rồi ạ. Từ giờ con sẽ chăm chỉ học hành, sẽ không lười biếng nữa đâu ạ. Cháu biết thế là tốt rồi. Thôi, đêm nay hai mẹ con cứ ở lại đây ngủ. Ngày mai mẹ cháu khỏe hẳn rồi hãy về. Dạ, cháu cảm ơn cô ạ. Mà chắc là cháu chưa ăn gì đúng không? Ra đây cô lấy cơm cho mà ăn. Dạ, cô đúng là tuyệt vời ạ. Cháu đói sắp ngất đến nơi rồi. Lời ước năm 14 tuổi. Chúng ta đến hồ Bán Nguyệt đi. Hôm nay trăng tròn quá, cậu sẽ ước gì nào? Nhanh lên, ở ngoài hồ đang đông lắm đấy. Sao hôm nay nhiều người ra đường chơi vậy cậu nhỉ? Chắc là do hôm nay trăng thanh gió mát. Không phải, cậu không nhớ hôm nay là ngày gì sao? Hôm nay là rằm, mà làng của tớ có tục lệ, cô gái đến 15 tuổi vào trăng rằm tháng 5 mà cứ đến hồ Bán Nguyệt ở đầu làng mình rửa mặt và nói lên điều nguyện ước của đời mình dưới ánh trăng, thì lời nguyện ước của các cô gái sau này đều ứng nghiệm đấy. Cậu nói thật ư? Lại có lời ước đó thật ư? Thật chứ. Năm sau chúng ta tròn 15 tuổi rồi, chúng ta sẽ được đến hồ Bán Nguyệt và nguyện ước thôi. Tớ đang hồi hộp lắm đây. Lúc đó tớ sẽ ước điều ước cho riêng tớ để nó có thể linh nghiệm. Liệu lời ước ấy có thành sự thật không nhỉ? Tất nhiên, có nhiều trường hợp thành sự thật rồi. Đó là do cậu không biết đó thôi. Như chị Hoa, con bác Vân ở cạnh nhà tớ. Lần đó chị ước sẽ đỗ đại học, rồi chị vào đại học luôn. Rồi chị Quỳnh nữa, cũng ước sẽ kiếm được nhiều tiền. Giờ thì chị ấy giàu nhất làng rồi. Có thật vậy ư? Kia chẳng phải là chị Ngân vốn bị mù sau vụ tai nạn ở cạnh nhà mình sao? Chị ấy đi đâu vậy nhỉ? Chị Ngân, chị đi đâu vậy?
tối tăm thế này, chị đi một mình nguy hiểm lắm. Liên đấy à, chị đang ra hồ bán nguyệt, mẹ chị không có nhà nên chị đang lên đường để ra hồ. À, năm nay chị tròn 15 tuổi và đang muốn ra hồ để nguyện ước đúng không ạ? Đúng vậy, chị nghe nói lời ước của mọi người sẽ thành sự thật nên chị rất muốn đến đó. Chị muốn được nói lên lời nguyện ước của mình dưới ánh trăng. Nhưng đường còn xa lắm mà trời tối thế này. Hay để em đạp xe chở chị đến hồ nhé. Hôm nay em rảnh lắm, bài tập em làm xong hết rồi. Em sẽ chở chị đến đó. Chị cảm ơn, nhưng chị đi được. Em về đi, kẻo bố mẹ em lại mong. Em đèo chị đến hồ về, sẽ lại bị muộn mất. Không, đường còn xa lắm, chị đừng ngại. Cứ để em chở chị đi, vẫn còn sớm mà. Hơn nữa, để chị đi một mình thế này, em không yên tâm. Chị cảm ơn, Liên vừa xinh xắn lại tốt bụng nhỉ. Cảm ơn em nhé. Đến rồi, mình đứng chỗ này cho rộng đi chị. Phía trước mặt chị là hồ đấy. Chị chắp tay và nói lên lời ước của chị đi. Cảm ơn em nhé. Mọi người đang nô nức ước nguyện kìa. Giá như chị có thể nhìn thấy cảnh này, chắc vui lắm nhỉ. Chắc hẳn chị ấy sẽ ước rằng đôi mắt của chị ấy có thể sáng trở lại. Chị ấy có thể nhìn được như ngày xưa. Tội chị ấy quá, chị ấy đẹp thế kia mà. Con ước con sẽ đạt điểm cao vào kỳ thi tuần tới. Ước gì con sẽ có thật nhiều tiền. Con ước rằng sau này con sẽ trở nên xinh đẹp. Cháu tên là Ngân, năm nay cháu vừa tròn 15 tuổi. Cháu xin cầu nguyện cho bác Hoa cạnh nhà cháu luôn khỏe mạnh, chồng của cô sớm khỏi bệnh, chân đi lại bình thường được ạ. Ô kìa, sao mình tưởng chị ấy sẽ ước nguyện cho chị ấy đầu tiên chứ. Cháu cũng mong hai em Hường và Tiến sẽ được đi học đầy đủ. Chị cảm ơn Liên đã chở chị đến hồ nhé. Hôm nay chị rất vui em ạ. Dạ, không có gì đâu chị ạ. Nhưng em có một điều muốn thắc mắc. Trong khi mọi người ai ai cũng dành lời ước cho bản thân của mình, thì chị lại ước sức khỏe và bình an cho gia đình chú Khánh vậy ạ. Em ạ, nhà chú Khánh xóm mình là nghèo nhất làng. Năm ngoái khi chị Hoa, con gái chú Khánh tròn 15 tuổi, đêm rằm tháng giêng, bố chị ấy đổ bệnh, chị ấy phải chăm sóc bố suốt đêm. Khi trăng lên, biết mình không có cơ hội nói điều ước thiêng liêng, chị ấy đã khóc như mưa và rất tiếc nuối. Nay bố chị ấy vẫn bệnh, chị ước thay cho chị Hoa. Hơn nữa, chị Hoa đối xử rất tốt với chị, nên chị muốn dành điều ước đặc biệt này cho gia đình chị ấy. Em hiểu rồi ạ, chị thật là cao cả, chị Ngân ạ. Ngày này năm sau, em sẽ đến hồ và em sẽ dành lời ước đặc biệt của em cho chị. Em sẽ ước cho đôi mắt của chị được lung linh như trước kia, sẽ ước cho chị khỏe mạnh, bởi chị hoàn toàn xứng đáng với những điều tốt đẹp ấy, chị Ngân ạ. Và đó cũng chính là điều ước năm 14 tuổi của Liên. Đêm trăng tròn hôm nay đủ ấm áp để sưởi ấm trái tim cô bé bằng tình người và sự yêu thương. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!